Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Minh, sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trước đó, ngày 19 tháng 3 năm 2024, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Nguyễn Hoàng Đê, sinh năm 2010, trú tại quận Long Biên, về việc em Đê khi đang chơi tại sân bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thì bị đánh gây thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định, khoảng 15 giờ 10 ngày 17 tháng 3, TVK cùng ông nội là Trương Văn V, 74 tuổi, ở tại phường Việt Hưng, đến chơi tại khu vực sân Bát Giác trong khuôn viên Đình Lệ Mật. Cùng thời điểm này, cháu Nguyễn Hoàng Đê cùng một số bạn cũng chơi bóng rổ tại đây. Trong quá trình chơi, giữa D và K xảy ra mâu thuẫn, D đã dùng tay tát vào mặt K. Sau khi bị D đánh, K về nhà nhờ anh ruột là Minh đến giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi bộ ra khu sân bát giác, Minh và em trai gặp bố đẻ là ông Tâm đang đi xe máy trên đường. Gặp hai con, ông Tâm hỏi đi đâu thì K kể lại sự việc bị bạn đánh, sau đó ông Tâm chở hai con ra khu vực sân bát giác để xem ai đánh con mình. Khi đến nơi, ông Tâm thấy bố đẻ là ông V đang ngồi trong sân thì bảo hai con trai xuống xe đi bộ vào trong sân gặp ông nội để giải quyết sự việc. Ông Tâm sau đó đã điều khiển xe máy đi về. Minh và em trai đi bộ vào trong sân bát giác rồi đi ra chỗ nhóm của D đang chơi. Lúc này Minh hỏi thằng nào đánh em tao và ca dùng tay chỉ về phía D đang đứng. Thấy vậy Minh tiến lại phía D dùng tay trái túm cổ áo, tay phải đấm một phát vào vùng má trái khiến D xoay một vòng ngã đập gáy xuống nền sân. Sau đó Minh tiếp tục túm cổ áo D và yêu cầu xin lỗi em trai mình đê ngồi dậy không nói gì sau đó bị choáng ngã ra đất về phần ông tâm trên đường lái xe về thấy minh đấm đê thì đã quay xe lại rồi đi bộ đến chỗ đê và con trai mình thấy đê có biểu hiện choáng váng ông tâm nói với minh không được đánh nữa đồng thời nói đê lần sau nếu còn đánh em chú sẽ về bảo bố mẹ xử lý minh không đánh đê nữa ông tâm lái xe máy chở hai con trai về nhà sau đó do sốt ruột vì việc đê bị choáng nên ông tâm vòng xe quay trở lại khu vực sân bát giác thấy đê có biểu hiện choáng tái mặt ông tâm đã cùng người dân đưa cháu vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị bệnh viện xác định đê bị chấn thương sọ não hôn mê tiên lượng tử vong cao sau nhiều ngày điều trị đến nay theo nguyện vọng gia đình em đê đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ gần quê nhà để chạy máy hiện giám đốc công an thành phố hà nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên tổ chức điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật Vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, một số báo chí trang mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội. Công an thành phố Hà Nội đề nghị báo chí, người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh, 47 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa về tội giết người. Thanh là đối tượng cầm lái chiếc xe bán tải cố tình tông thẳng và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân thiệt mạng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Nguyễn Văn Thành đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp điều khiển phương tiện cố ý gây tai nạn, bị cáo có nhiều tình tiết định khung của tội sát hại người, mặc dù có tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo không thể cải tạo nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thành tử hình, đồng thời bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình các bị hại hơn 2,5 tỷ đồng. Theo cáo trạng, giữa tháng 4 năm 2023, một người đàn ông tại huyện Đức Hòa thuê Nguyễn Văn Thanh chở thuốc lá ngoại nhập lậu. Đối tượng Thanh đã nhận lời dù đang trong thời gian chờ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chiều ngày 21 tháng 4 năm 2023, Lê Thành Nghĩa, 35 tuổi, là cháu ruột của Thanh, mang theo túi ni lông màu đen, nhờ Thanh chở đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và trả cho Thanh 4 triệu đồng tiền công. Trên đường đi, Nghĩa đề nghị Thanh dừng xe ven đường và lấy ma túy đá ra rủ Thanh cùng sử dụng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đang chở Nghĩa lưu thông trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Thanh phát hiện phía trước có đông phương tiện và có cảnh sát giao thông, nên giảm tốc độ, hạ cửa kính quan sát. Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào cùng một cán bộ cảnh sát giao thông, công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn cách xe bán tải của Thanh khoảng 3-4 mét. Phía trước còn có một xe ba gác cùng hai xe máy đang chắn giữa đường do không có giấy phép lái xe, lại vừa sử dụng chất cấm, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng phương tiện người dân. Vụ việc khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hảo, anh Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn 29 tuổi và bà Phan Thị Kim Thanh 50 tuổi là hai người đi đường mất mạng. Chiếc xe của Thanh tiếp tục chạy được hơn 10 mét thì tông vào trụ điện, bị lật ngang. Cảnh sát sau đó phá cửa xe, khống chế Thanh Nghĩa Công an tỉnh Long An sau đó khởi tố bắt giam Thanh để điều tra hành vi giết người, bốn người khác cũng bị điều tra về hành vi vận chuyển tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Sau vụ việc, Bộ Công an quyết định thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào, trung tá Hào cũng được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công. Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an phường Khánh Xuân làm rõ vụ án người phụ nữ đâm chồng tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 3, sau khi đi nhậu về được một lúc, ông Đặng Trường Thanh, 44 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân lại đẩy xe ra khỏi nhà để đi nhậu tiếp. Cho rằng ông Thanh đi nhậu cả ngày không lo cho gia đình, bà Lương Thị Thanh Thúy, 41 tuổi, vợ ông, chạy ra níu xe lại, không cho chồng đi. Từ đó giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó ông Thanh cầm hai cái chén bằng xứ ném về phía bà Thúy nhưng không trúng. Nóng giận, bà Thúy đã lấy một con dao lao đến đâm ông Thanh nhiều nhát vào người. Sau khi thấy chồng ôm bụng kêu đau, máu chảy nhiều, bà Thúy cùng người thân đưa ông đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Đến sáng ngày 25 tháng 3, do ông Tê đau nặng nên được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, ông Tê tử vong trên đường đi. Sau khi được người thân và công an phường vận động, bà Thúy đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi của mình. Theo một lãnh đạo phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Mặt Thuột cho biết, ông Thanh làm nghề lái xe, còn Thúy làm công nhân cho một nhà máy chế biến gỗ gần nhà. Liên quan đến sự việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, Đồng Nai, bước đầu giấy báo tử nêu nguyên nhân tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngừng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngừng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Liên quan đến sự việc, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thanh Thương, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Long Thành là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Long Thành triệu tập anh Vũ Minh Đức đến trụ sở làm việc liên quan vụ án gây dối trật tự công cộng đã khởi tố trước đó. Sau đó, anh Đức cùng một người bạn đến cơ quan điều tra và làm việc với điều tra viên Lưu Quang Trung. Đến 13 giờ 24 phút ngày 22 tháng 3, anh Đức ngất xỉu nên điều tra viên Nguyễn Trường Minh, Lưu Quang Trung và một cán bộ công an thực tập đưa lên xe đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành. Sau đó, anh Đức được chuyển lên Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 16 giờ chiều, đại úy Thái Thanh Thương thông báo cho chị NTTB, vợ anh Đức, việc chồng chị bị ngất xỉu. Đến 23 giờ 15 phút tối ngày 22 tháng 3, anh Đức tử vong tại bệnh viện Trợ giấy. Ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân tử vong của anh Đức. Đồng thời, phối hợp với công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để làm việc